Episode 2, mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái clip của doanh thủ Steve Vai. Cái câu đầu trong các clip trước các bạn đã tập thành thục chưa? Thì trong câu hôm nay chúng ta sẽ đánh nó hơi khó hơn tí. Thì vì sử dụng kỹ thuật ligato của tay trái, tức là hammer and pull up khá là nhiều. Thì cái câu này nó đánh trên cái là người ta gọi là C Dorian. Các bạn nếu chưa biết gì Dorian Mod thì các bạn có thể nghiên cứu qua các clip trước. Mình đã có giới thiệu về Dorian Mod rồi. Thật ra cái B Dorian Mod, tức là C Dorian Mod, thì cái âm dài của nó là gì các bạn? Âm dài của nó là trưởng mà thôi. Chúng ta đánh trên cái nền C. Thì ở đây khớp âm chúng ta đánh là C thứ 7. Thì bắt đầu câu mình đánh một lần, xong sau đó chúng ta cùng nhau tập luyện nhé. Câu này các bạn bắt đầu ngay cái ngăn số 10 của dì 1, chính là nốt rê. Sau đó các bạn pull up nó dài ngăn 9 và ngăn 7. Các bạn thấy chưa? Tương tự trên cái dây số 2 cũng như vậy luôn ha. Đó, thì cái câu đầu các bạn biết là cái câu này thì Stevie đánh ở cái chùm liên 3 thôi các bạn. Tức là các bạn làm một nhịp các bạn đánh 3 nốt ha. Thì đây chúng ta chỉ đánh cái nốt đầu tiên thôi, sau đó phạm bạn phải pull hớp vậy hết nha. Đánh xuống phím tay phải đánh xuống nè. Rồi, cái câu đầu nó chỉ như vậy thôi. Tiếp theo các bạn xuống dây số 3 thì chúng ta đánh hơi khác một tí, nó như sau. Thì các bạn từ ngay ngăn 9, các bạn pull up nó dài ngăn 6, rồi sau đó các bạn hammer on vô ngăn 7. Các bạn nghe kỹ nha. Sau đó các bạn đánh lại ngăn 9, sau đó là pull up vào 7-6 luôn. Nguyên cái câu nó như sau. Chúng ta lại ba cái cầu đầu tiên ha. Tiếp theo các bạn lên cái dây số 4 thì nó tương tự như dây số 3, cũng như vậy chúng ta có 9 6 7 và 9 7 6. Bây giờ đánh lại cái dây 3 dây 4 nha bạn. Bây giờ các bạn lên cái dây số 5 thì chúng ta đánh 9, 5, 7, 9, 7, 5 giống như hai dây dưới nha. Sau đó các bạn slide, tức là kéo nó xuống ngay ngăn thứ 2, tức là nó C. Thì lại câu cuối nha bạn. Rồi, nguyên câu này mình đánh thật là chậm để bạn xem kỹ một lần nha. Câu này các bạn cũng có thể là di chuyển lên xuống khắp cần đàn. Ví dụ các bạn đang bắt đầu bằng ngăn 10 thì bạn sẽ bắt đầu ngăn số 12. Thế tay nó cũng giống như vậy thôi. Thì cái kiểu tập này nó sẽ giúp ích cho các bạn là mình hay thử xem mình đánh ở vị trí này, sau đó mình lên ở vị trí khác. Cái câu đó, cái cảm nhận nó cũng hơi khác tí. Thì sau này các bạn có thể học được cái câu này ở ngay cái C thứ 7. Nhưng mà mai mốt người ta áp dụng nó la thứ 7 thì sao? Mình phải di chuyển xuống.
hoặc là áp dụng ở cao hơn rê thứ bảy chẳng hạn, thì chúng ta phải di chuyển lên trên cần đàn, bởi vì các dây này các bạn đánh là nó tương tự như nhau thôi. Hy vọng câu lick này sẽ giúp ích cho các bạn, và nếu bạn nào muốn học về guitar điện mà chưa rành về kỹ thuật thì đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản của Đăng Khoa. Thì khóa học này các bạn đăng ký một lần và học trọn đời ha. Thì học online, học bất cứ lúc nào các bạn muốn, thì trong khóa học sẽ hướng dẫn tất cả kỹ thuật mức cơ bản để các bạn nắm được cái kỹ thuật luyện tập, và từ đó các bạn sẽ phát triển tự học được những cái câu lick tương tự như thế này. Nếu bạn nào có nhu cầu mua về đàn guitar, amplifier, nói chung liên quan tới đàn đớm, thì hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để có được giá tốt nhất. Rất nhiều đàn second hand hay là đàn mới của nhiều thương hiệu đều đã được mình test rất là kỹ trước khi giao đến tay các bạn. Và hãy nhớ ủng hộ Guitar for Freedom bằng cách là like, share, comment, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái clip tiếp theo nhé. Xin chào.